Hiểu đâu con tôi mới trong đầu chúng mà đó quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ khởi đầu game hiệu của lên 2. Ok. Game này mình ấp khá là hay. Rồi, mình chúng ta sẽ ở trong đoạn đua cúp nhá. Rồi, chúng ta thấy chọn các xe nhé. Sang game chúng ta đi sâu. Ok, chúng ta sẽ ký hôm nay không? Ồ, cắt tóc à? Ồ, hay. Thấy có cả xây tóc rồi. Rồi, mình sẽ chọn này, chúng ta kéo này xuống. Thank you.
xe và lấy thỏi nam châm để chúng ta thu hút được cứu món đồ có thể mở được khóa
bị phát hiện đâu. Dù nào. Ok.
qua nào. Ui, đúng không? Một lần nữa cho tao mở vào, thả ra. Như thế này. Mình sẽ đi tìm nó thành một giấy. Đây rồi. Đừng nói phát hiện là chúng ta nha. Mình đã lắp kỹ các bụi cây rồi. Ok, các bạn đã chạy đi rồi. Xong cái giỏ
Đâu? Thank you.
chỉ máu. Đầu. Chọn cái
thư ở đây. Rồi, mình chọn hòm thư này. Rồi, ok, lá thư đã bay đi. Xem ta. What?